cái đầu tiên mình muốn nói một chút uh, lạm bàn quý vị lạm tức là coi coi như là tản mạng, nên quý vị dùng chữ gì cũng được hay là mạn đàm có nghĩa là không không phải cuộc nói chính thức mà cuộc nói những cái biến cố chung quanh bên lề ừ. thì chúng ta thấy này nó mới cái, cái, thông báo rất nhiều quý vị trên mạng quý vị nếu quý vị nào theo dõi chắc đã biết đó tức là cái cuộc bầu rồi đó cái kỳ mà, mà nhiều New Hampshire đó là đã lòi ra cái, vấn đề nó, nó lộ liễu rồi quý vị, nó gian lận rồi. rồi. Mà bây giờ sao được bây giờ bên đó nó biết nhưng mà nó cứ cái, cái trình hình ra vậy. Thế cuối cùng người ta bảo là cái trận chiến này về sau đó tay nào mặt dày tay đã thắng. đó thắng. Có nghĩa là nó không có mắc cỡ, không có ngừa ngùng gì cả. Tức là cái biết sao không? Nó gài những người dân chủ làm bộ đổi đảng và bầu trong cái kỳ đó rất nhiều vì nó tưởng là đẩy được cái bà Nikki sẽ hạ ông Trump vậy mà cuối cùng âm mưu vẫn thất bại là vì cuối cùng thực ra cái số phiếu người ta đếm bà này chỉ chừng ba mấy ngàn thôi ông Trâm khoảng một trăm rưỡi trăm rưỡi ngàn tức là cách xa lắm nhưng mà sao nó đẩy lên bà này lên cái là một trăm cái là thua ông Trâm có một ít thôi tức là bình thường bà sẽ thua rất là xa nhưng mà để cho quý vị thấy là ngay cái âm mưu nó đã dám làm thì bây giờ cái cuộc bầu hai này người ta rất lo ngại bởi vì giờ nó ra mặt rồi nó chơi cháo chân cháo cháo trở đó quý vị dùng từ nào cũng được hết. bây giờ apply cho cái cái đảng dân chủ và biden cũng thế luôn biden cũng rất là mặt dày và đưa ra biết cả âm mưu mà đẩy và ngoài ra chúng ta bực cái này nữa là ông ta nói quý vị biết rồi nếu quý vị nào theo dõi kỹ tin những ngày trước tôi có loan là ông biden cũng lại lên lấy, lấy cớ như vậy này sở dĩ cái này tôi ra ông này đóng vải giống như là nghe là miễn cưỡng lắm thì tôi ra là vì tôi không muốn ông trump đắc cử vì ông Trump đắc cử thì làm phá cái nền dân chủ của Hoa Kỳ ông lại vờ vì thế vậy đó quý cho nên tôi phải ra ông làm như là miễn cương lắm thực ra nó tính toán hết rồi trong cái mưu đó rồi nó sẽ ra lần lần nữa chính vì thế bây giờ đảng hòa phải còn sớm phải tìm cách như nào đó trong cái ban kiểm phiếu như nào phải đi sát trong cái ngày kiểm phiếu đó chứ còn cái, ngay cái vụ này người ta phơi bài bia đầy trên internet đó. ai cũng biết hết là trong cái kỳ này nó đã giờ thử rồi và bà nó cho nó bà nó không thắng được cho nên bây giờ một số tay tài, tài việt, á tỷ phú ủng hộ bà đã tự rút lui rồi coi như một coi như đem con bỏ chờ là vì biết bà này không còn hy vọng nhưng mà rõ ràng là bên đó có vị thay nó định kỳ này nó định đẩy bà này lên mà nếu theo kế hoạch bà này thắng mà đại diện cả cộng hòa cái đó bên này nhục nữa có vị thay đó là âm mưu của dân chủ đó nó cho hẳn người của nó đổi đảng gấp để mà bầu cái kỳ rồi đó là phiếu gian tới quý vị thấy không cộng ra tới cả trăm ngàn phiếu mà đó là mới một tiểu bang thôi Bây giờ nếu cuộc bầu cử cả nước thì sao đây? Đó là cái người ta mới cảnh báo cho tất cả phải để ý. Có nghĩa là người cử tri Cộng hòa hoặc là các dân cử bên phía Cộng hòa phải stick với nhau và đi sát với cái nhóm kiểm phiếu đó những ngày mà sau khi bầu. Còn nếu không chúng ta bị rớt vào một cái, cái 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 bẫy cũ nữa mà, mà đau thương và quý vị thấy ông bà này mới rất chơi cháo. Và khi bà tố trong lung tung thì chúng tôi đã nói lần trước đó, tố ra đời sống cá nhân và rất là tầm bậy rất là lăng loàn tức là bà ấy, trong khi đang ở với chồng bà ấy có phe tức là ngoài tình với hai người khác và cũng cãi nhau gì đó và cái cùng đưa ra tòa đàng hoàng những cái vụ đó là công khai chứ không phải không có dấu diếm gì đó tức là bà này vì đạo đức không có rồi cái vì thế ngay cái đó mà trong khi bà ấy cứ tấn công Trump cho là ông Trump cái là uh, hai ba vợ vậy đó bà cứ nhấn mạnh cái điểm đó hay là gần sau này thì bà lại lấy chiêu bài là nói là ông Trump lớn tuổi sợ rằng ông ta có đủ khả năng hay không. Các bạn cứ nói như là ra những cái ích như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta thấy rõ ràng cái cuộc bầu cử này người ta thấy trước mắt. Thì người ta thấy ngay cái bộ mặt dân chủ bây giờ rõ ràng. Họ không còn một cái, cái ngại ngùng liêm sỉ nữa. Họ sẵn sàng đưa ra những cái chiêu bài như vậy đó. Và lẽ ra kỳ bộ đó tưởng là như em Sơ đó là cái vùng bà này đó, là tưởng là theo cái mưu họ tính ấy, là phải thắng ông Trump đấy. Nhưng mà vẫn thua cái đó. Thì ra cái rõ ràng cái lòng dân Mỹ người ta biết hết rồi. Chỉ còn vấn đề là sợ nó dùng những cái kỹ thuật gian xảo ma mánh thì mình đành chịu chứ còn bây giờ cái tình huống chung quý vị thấy họ đã chán bay lên quá rồi đảng nhân chủ họ cũng tự chán nhau bây giờ rõ đang là nhiều uh, tài phiệt đã tuyên bố là cái bàn này không có không có cửa họ chưa họ, định đưa lên đó, đã đẩy có thể lúc lúc cuối cùng còn có hai người và cái mưu nữa là gì trên bước đường sắp tới này có thể đẩy để ông châm châm những cái vụ pháp lý đó ừ. và biết đâu ông ta không được phép giáng cử thì có phải là con mình bà này một mình một chợ tha hồ mua may đó thì nó nguy hiểm lắm thưa quý vị vâng thì uh, tình hình của bà nikki haley và đảng uh, dân chủ nói chung thì có lẽ họ đã đến một cái mức mà bần cùng săn đạo tặc thưa quý vị yeah. họ sẽ không ngần ngại bất cứ những cái thủ đoạn gì để mà thi hành để mà có thể uh, nắm lại cái quyền kiểm soát của um, nước mỹ hạ viện thượng viện tuy nhiên thì uh, thưa quý vị với cái um, cái quá trình làm việc của bà Nikki Haley và với những cái um, những cái chiêu trò của bên đảng dân chủ thì chúng tôi cũng hy vọng uh, dân tình của um, nước Mỹ bây giờ họ cũng đã hiểu rõ rất tất cả những cái chiêu trò này rồi và um, với những cái hành động này của đảng dân chủ thì um, có thể nó sẽ gặp phải những cái phản ứng ngược thưa quý vị cũng giống như cái thời mà tranh cử tổng thống cách đây 4 năm ông ừ. thị trưởng của thành phố new york thưa quý vị Đấy. ông là một người tỷ phú ông michael bloomberg thì ông đã tốn đến một tỷ uh, mỹ kim để mà vận động tranh cử uh, cho chức vụ tổng thống mà ông vẫn thua như thường uh, đó là cái một cái ví dụ điển hình cho chúng ta ừ. thấy rằng nhiều khi quyền lực và tiền bạc nó vẫn không đủ để mà có thể uh, đoạt được những cái um, chức vụ uh, quan trọng như vậy, nhất là tổng thống của Hoa Kỳ. Tại vì lòng dân bây giờ họ cũng đã hiểu quá rõ những cái chính sách của bên Đảng dân chủ họ làm uh, ra sao, họ làm việc ra sao, họ hoàn toàn họ không phục, không phục vụ cho người dân, họ phục vụ cho phe nhóm, cho các cá nhân đảng phái của họ mà thôi. Và do đó, đây có lẽ là một trong những cái uh, uh, bước đường cuối cùng mà uh, những người uh, Um, cử tri bỏ phiếu uh, chúng ta phải um, cẩn thận để mà chọn đúng cái người ứng cử viên mà có thể phục vụ cho đất nước phục vụ cho người dân và với cái um, những cái um, sự việc mà gian lận bầu cử như vậy nếu mà nước mỹ không có một cái hệ thống bầu cử cho nó liêm chính thì làm sao người dân chúng tôi có thể tin tưởng vào chính quyền lãnh đạo đất nước và điều đó nó sẽ gây tổn hại cho cái sự phát triển của đất nước và nếu mà bên Đảng Cộng hòa không có những cái hành động mà khẩn cấp để mà thay đổi tình hình hoặc là nắm lại cái quyền kiểm soát giữ lại cái sự trật tự trật tự an ninh cho quốc gia giúp cho cái nền kinh tế của đất nước phát triển lại tại vì những ngày vừa qua quý vị cũng đã rõ anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị những cái bản tin mà các đại công ty lớn những công ty mà làm việc trên khắp thế giới họ đã sa thải nhân viên với một cái mức độ kỷ lục không phải là tại vì cái nền kinh tế nó yếu kém mà tại vì họ đã đã vì những cái quyền lợi riêng của họ họ cắt giảm chi phí để mà tăng lợi nhuận cá nhân, tăng lợi nhuận công ty và các cổ động viên những người chủ như vậy thì họ ngày càng cực giàu trong khi đó những người công nhân lao động bình thường của chúng ta đang gặp phải các hoàn cảnh rất là khó khăn để mà sinh sống trong cái nền kinh tế hiện nay và từ bây giờ cho đến cuối năm khi mà cuộc bầu cử tổng thống nó vẫn chưa um, chưa có xong thì uh, À, chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cái cơ sở kinh doanh à, họ cũng đều có những cái sự um, chậm lại trong cái vấn đề mà uh, đầu tư hoặc là mướn thêm nhân um, công nhân viên để mà làm việc do đó cái khoảng thời gian này đây là một cái thời gian rất là khó khăn cho toàn thế giới không riêng gì nước mỹ thưa quý vị bên cạnh đó thì ông trump ông cũng đã lên tiếng tuyên bố uh, rằng các nhà tài trợ, các đại công ty, các cá nhân tỷ phú mà tài trợ cho bà Nikki Haley trong cái cuộc đua tổng thống năm nay, thì họ sẽ bị cấm tham gia vào cái cộng đồng MAGA Make America Great Again à, trong một cái bài chỉ trích dài trên mạng lưới xã hội uh, Truth Social của ông Trump chống lại cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina đó là bà Nikki Haley người mà cựu tổng thống Trump gọi là uh, một người có cái bộ não của chim. Frank um, uh, thưa quý vị, ông Trump là một người luôn luôn có những cái tên để mà chế nhạo những cái cá nhân mà ông ta đang uh, muốn uh, chỉ trích và ông cho biết ông sẽ từ chối tất cả những cái nỗ lực của các nhà tài trợ đó. Đây là những người đã từng tài trợ cho bà Nikki Haley uh, và bây giờ tại vì biết bà này cũng không có cái cơ hội gì thắng, cho nên họ chuyển sang để mà tìm cái sự ủng hộ của ông Trump <laughs> và ông Trump viết uh, tiếp theo như sau cái um, nicky bird brains như chúng tôi nói ốc um, của chim đó thưa quý vị À, Nikki Bird Brain bà Haley rất có hại cho đảng Cộng hòa và cho đất nước của chúng ta. Những cái lời tuyên bố sai trái, những cái lời bình luận xúc phạm và kết quả thu cuộc nhục nhã của bà đang hạ thấp cái phẩm giá của người dân Hoa Kỳ yêu nước chân chính. Sự tức giận của bà Nikki Haley nên nhắm vào các người cố vấn chính trị hạng ba của bà và quan trọng hơn đó là bà phải nhắm vào cá nhân ông Joe Biden và những kẻ đang phá hủy đất nước của chúng ta trong cái bài viết của ông Trump thì ông nói về kinh nghiệm bầu cử trong quá khứ trong đó các nhà tài trợ của các ứng cử viên đối lập sẽ tập hợp chung quanh ông khi các chiến dịch kết thúc à, khi mà tôi ra tranh cử và giành được chiến thắng thì tôi nhận thấy rằng những cái nhà tài trợ của ứng cử viên thua cuộc họ sẽ ngay lập tức đến gặp tôi và mong muốn tôi giúp đỡ đây là cái tiêu chuẩn trong nền chính trị của nước Mỹ tuy nhiên đối với tôi thì nó không có thể nào mà xảy ra ông kết luận rằng bất cứ ai mà đóng góp cho cái bộ não chim này kể từ cái thời điểm này trở đi sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi cái chiến dịch maga của tôi chúng tôi không muốn họ và sẽ không chấp nhận những người này bởi vì chúng tôi đạt nước mỹ lên hàng đầu và sẽ luôn luôn như vậy sự trung thành là tất cả những cái gì mà ông Trump mong muốn thưa quý vị. Ông Trump cũng đã cáo buộc bà Nikki Haley, người đã được ông bổ nhiệm làm chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc vào năm 2017 là một người yếu kém trên thị trường thế giới, chính trường thế giới, không phải là một người có thể cạnh tranh với các nhà lãnh đạo tài ba trên thế giới. Bà Nikki Haley dường như có ít những người đồng minh trong đảng Cộng Hòa ngay tại chính tiểu bang nhà của bà, đó là South Carolina. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng cộng hòa Ronald McDaniel đã tán thành ông Trump. Dân biểu Nancy Mace cũng đã chúc mừng bà Haley về một cái chiến dịch tranh cử thành công. Tuy nhiên, bây giờ lại quay sang để mà ủng hộ cho ông Trump để mà vào cái chức vụ ứng cử viên tổng thống vào năm 24 năm nay, thưa quý vị. <laughs>